Các bạn thân mến, đây là một cảnh quay rất là ngẫu nhiên. Hiện bây giờ cây thuộc về địa phận xã Yên Bài. Một cái cây sim rất là cổ thụ và ra hoa rực rỡ. Các cháu ở đây thì đang chơi và các ông đánh cờ buổi chiều. Cái cây sim này để mình quay gần lại một chút. Các bạn có thể thấy. Các bạn có thể thấy đấy là em bé nói tiếng địa phương, tiếng dân tộc Mường. Đây là những thước video rất là quý giá, ghi lại cảnh ở nông thôn ngoài Bắc Bộ, một trong 7 xã miền núi của huyện Ba Vì, thuộc đây là 90% là bà con và các cháu là dân tộc Mường. Cây sim này phải nói là rất cổ thụ và rất là có thế. Các bạn muốn có thông tin về cây sim này, liên hệ cho bên mình theo số điện thoại 0163 05 982. Sim này là sim tím. Thank you.
Okay.